Chúng mày có thắc mắc rồi. Ui, xem này, bọn anh đang thắc mắc cái vụ lì xì này quá. Tôi không biết là cái lì xì của em nó có bị thủng lỗ hay không mà. Nhưng mà ta biết chắc là không nói gì nhìn. Em cũng thế, không biết là tổ chức mình có để đánh rơi tiền đâu không để em ra em nhặt lại không nhìn này thường. Trong năm qua, cố có cái việc mang những cái bản đạo cổ đại về cho tao cũng không làm được, để thua hai đứa con gái lập tác là tổ chức. Thế mà chúng mày đòi lì xì à? Ơ, tôi xếp mày lý nhá. Có giỏi thử đánh bạn chị em làm riêng cô nương một lần nữa nào. Lúc đấy á, không chỉ 10 lần, kể cả 100 lần đã thưởng cho hàng đi. Càng lần sáng sớm lì xì thì ít không bị sát trường. Trân trọng của một chị em riêng cô nương làm với mình hát vậy nào. Chúng ta trả thù đó rửa cái mối nhung này. Thế là thế nào? Thôi rồi, tải cái mày thử mấy thằng dò xem để chúng nó thế nào. Thế chứ nị, chắc chắn phải là hôm nay ông trời nói rồi. Mà hôm nay ông gì? Chúng nó vừa lì xì nhau không? Có. Đấy là hậu Tết thôi nhỉ. Hậu Tết là chúng nó lì xì nhau nhiều lắm. Sao mày nhìn nhá, chị em riêng con người to đôi trang của anh cơ. Sở hữu kênh YouTube nha, 100.000 view. Đấy, bao nhiêu fan. Chắc chắn là chúng nó rất đầu rồi. Có khi chúng nó còn nhiều lì xì hơn cả anh em mình ý. Chúng nó làm cái rõ rồi. Chúng hai cái phong bao lì xì kia đó, ít cũng phải có mấy triệu. Có khi mở ra được cái thẻ ngân hàng thì ngon. Bây giờ anh em mình sẽ đi nhá, lấy cái phong bì chúng nó. Nhưng mà làm cách nào? Ta xem. Đúng rồi. Bây giờ nhá, ta với mày vào rủ chúng nó chơi trốn tìm đi. Xong rồi trong lúc chúng nó kiểu trốn ý, mình sẽ hoán đổi lì xì của mình với nó. Nó làm sao biết được đúng không? Nhưng mà làm sao chơi mình? Mày đưa 50.000 này. Tao được lì xì có 10.000. Mày đòi 50.000. Bây giờ mày phải biết xa thông rộng ra, phải biết đầu tư. Bây giờ nhá, mày đưa tao 50.000 nhá. Tao chỉ đưa 50.000, chúng nó chơi ngay. Đấy, xong rồi nhá. Đấy, tao với mày sẽ bảo chúng nó là chơi đi. Đấy, đến lúc đấy mình sẽ nhảy vào bên trong hoán đổi tiền lì xì của mình với nó. Nó làm sao mà biết được đúng không? Đấy, thái nhỉ? Chỉ thái luôn. Dương con ơi, Dương con ơi, Dương con ơi, có ai nhà không nhở? Hình như không có ai đâu. Đừng làm thế, đừng làm thế. Chúng tôi đến đây để chúc Tết mà, đúng không? Chúc Tết mà. Cái gì? Chúc Tết à? Mấy ngày này mà đến đây chúc Tết bọn mình. Cô mà cũng đi chúc Tết á.
mày giải thích đi. Không, không, không tin được đâu chị My ơi, có khi bọn nó lừa mình đấy. Ngoài ăn trộm ăn cắp ra chúng tôi cũng là người tốt mà. Ừ, đúng, đúng đấy. Tôi là thật nhá, cả hai mình đánh nhau rồi. Nó tát thì nghỉ một buổi thôi. Ôi, cực kỳ âm mộ, âm mộ, âm mộ. Chị em cô, âm mộ lắm. Không tin được không nhỉ? Tôi đến đây để chúc Tết với Lì Xì anh rồi. Lì Xì á, Lì Xì của tôi á. Nhưng mà từ từ chị My ơi, không tin được bọn này đâu. Nhớ bọn nó có vũ khí trong người đấy. Đấy, chúng đấu. Đúng rồi, đấy cũng chị sao kiểm tra thằng này, em kiểm tra mà. Có gì đâu. Có gì thật. Thì sao được đây? Nhưng mà lì xì đâu? Các ơi, lì xì đâu? Lì xì đây. Tiền thật. Ui! Mỗi ngày 50 nghìn. Mỗi ngày 50 nghìn. Ui! Thế lì xì thì đưa đây. Từ từ. Đầu năm phải khởi động một tí. Khởi động gì? Bây giờ mình chơi trốn tìm đi. Được chưa? Hai cô bịt mắt cho bọn tôi trốn. Đấy, nếu mà các cô mà tìm được bọn tôi, mỗi người được lì xì 50 nghìn luôn. Chỉ cần tìm ra là đã được 100 nghìn á. Chúng tôi thì trốn nhà thôi mà. Ôi dồi ôi, nhà mình thì làm gì có góc nào mình không biết. Chắc chắn là mình được tiền rồi. Rồi, chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn à. Bịt, bịt luôn đi. Cắt tiền đi nha. Rồi. Đây, chị góc cây kia, em góc cây này. Đấy, trốn đi nhá. Đây, trốn. Rồi. Tôi chỉ cho mỗi người 10 giây thôi nhá. Rồi, 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 rồi. Đấy, 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 đấy. Bóng tí rồi. Tao sẽ lấy cổ sách bách từ từ con phải chúc nhiều nhá. Ôm mô như thế là đi luôn à? Cái cơ này nó làm sao ấy nhỉ? Rồi mình được tiền. Tiền thật đấy. Tự nhiên có 50 nghìn. Quả này anh em mình giàu có. Bọc ra xem cái gì bao nhiêu. Này, tao thấy mỏng á. Tao nghĩ là trong này thì thẻ ngân hàng mới gì ở đây. Em nhà này giàu lắm. Của mày bao nhiêu? Tao có 2 nghìn. Tao có 8 nghìn. Chẳng lẽ chị em nó trốn mình à? Thế mà tính không mừng nhau 1 nghìn, 2 nghìn. Trời ơi, thế là lỗ mỗi người 6 chục đô.